Tin chuyển nhượng 16 tháng 7, Morata đến AC Milan, Lenny Yoro cởi mở với Manchester United, Paris Saint-Germain không bán Lee Kang-in. Các giải đấu lớn đã đi qua và giờ là thời điểm phiên chợ hè chiếm sóng truyền thông. Do vậy, bản tin chuyển nhượng sẽ quay lại trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Trong clip ngày 16 tháng 7, hãy cùng tôi điểm qua các bom tấn vừa hoàn thành, cũng như những thương vụ đang là tâm điểm của báo chí. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Vừa vô địch Euro, Alvaro Morata đã có biến đỗ mới. Kiên trì theo đuổi, Man United sắp khiến Lenny Yoro đổi ý. Nhận đề nghị khủng, Paris Saint-Germain vẫn từ chối bán Lee Kang-in. Câu khẩu lệnh Here we go đã vang lên ở thương vụ Alvaro Morata cập bến AC Milan. Theo chuyên gia Santin Fabrizio Romano, ông lớn nước Ý chấp nhận bỏ ra 13 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của ngôi sao người Tây Ban Nha và các thủ tục còn lại sẽ được hoàn thành trong 48 tiếng tới. Được biết, cố vấn cao cấp Zlatan Ibrahimovic chính là người đã thúc đẩy thương vụ trên vì tin rằng thủ quân La Roja chính là nhân tố phù hợp để tăng cường sức mạnh cho hàng công của đại diện Serie A. Bản thân Alvaro Morata cũng thể hiện cam kết với đội chủ sân San Siro bằng bản hợp đồng kéo dài đến hè 2028. Về phía Atlético Madrid, chủ tịch Cezero thẳng thắn thừa nhận Atlético là một câu lạc bộ mà nếu các thủ muốn ở lại thì chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, còn nếu không còn muốn gắn bó thì chúng tôi sẽ để họ ra đi. Cho đến thời điểm hiện tại thì Manchester United vẫn là bên đưa ra lời đề nghị tốt nhất dành cho Lin để chiêu mộ Lenny Yoro. Thế nhưng ngôi sao người Pháp hiện vẫn dành sự ưu tiên nhất định cho Real Madrid. Tuy vậy, động thái trên không đồng nghĩa với việc hậu vệ 18 tuổi hoàn toàn đóng cửa với khả năng chuyển đến sân Old Trafford. Nguyên nhân là bởi Yoro cũng dần cảm thấy cởi mở hơn với sự kiên trì từ phía ông lớn EPL. Ngoài ra, sự cứng rắn của Real Madrid trên bàn đàm phán cũng là một yếu tố quan trọng cần nhắc đến. Cụ thể, kênh Kênh Trắng không muốn chi quá nhiều tiền cho thương vụ trên và thậm chí sẵn sàng đợi Yoro hết hợp đồng với Lin vào hè năm sau để gia nhập sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do. Chưa chắc đó đã là điều tốt với hậu vệ 18 tuổi, nên trong bối cảnh chịu sự thúc giục từ câu lạc bộ chủ quản, khả năng nhân tố sinh năm 2005 thay đổi suy nghĩ và chấp nhận việc chuyển sang Manchester United hoàn toàn có thể xảy ra. Sự thành công của Son Heung-min ở Tottenham khiến cầu thủ Hàn Quốc tạo ấn tượng tốt với những đội bóng tại EPL. Do vậy, tập thể ở giải Ngoại Anh vừa gửi đến Paris Saint-Germain lời đề nghị trị giá 70 triệu euro để hỏi mua Lee Kang-in. Đây là con số không hề nhỏ và cho thấy ngôi sao xứ kim chi nhận đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Thế nhưng Paris Saint-Germain đã nhanh chóng từ chối nhã ý trên do vẫn muốn sử dụng cầu thủ 23 tuổi trong thời gian tới. Dường như huấn luyện viên Luis Enrique không muốn mất thêm trụ cột sau khi Mbappe ra đi mà hướng đến việc sớm ổn định lực lượng để tìm kiếm thành công ở mùa giải mới. Euro đã kết thúc và Barcelona chắc chắn sẽ tăng tốc trong việc tiếp cận mục tiêu số 1 trên thị trường chuyển nhượng là Nico Williams. Thế nhưng với sự khó lường của các cuộc đàm phán, ông lớn xứ đỏ bò cũng sớm tìm phương án B cho thương vụ trên. Cụ thể, đội chủ sân Camp Nou có thể chuyển sang theo đuổi Dani Olmo nếu bế tắc với việc chiêu mộ Nico Williams. Đây cũng là sự lựa chọn đầy chất lượng sau những gì ngôi sao sinh năm 98 đã thể hiện ở sân chơi trên đất Đức. Sau khi bom tấn Joshua Zirkzee được kích hoạt, thì Matthijs de Ligt là mục tiêu tiếp theo cần ưu tiên của Manchester United. Về cơ bản, các chi tiết quan trọng nhất về quá trình đàm phán đều đã được tiết lộ khi ngôi sao người Hà Lan chấp nhận ký vào bản hợp đồng 5 năm cùng Quỷ Đỏ với mức lương khoảng 170.000 bảng một tuần. Do vậy, chỉ cần hai câu lạc bộ thống nhất xong các điều khoản xung quanh mức phí đang nhận đồn đoán là 42 triệu bảng, thì de Ligt sẽ chính thức chuyển đến Old Trafford. Rất khó có một vụ quay xe vào phút chót nên các fan Quỷ Đỏ đang chờ đợi thương vụ thành công ngay trong tuần này. Cuộc cải tổ của Atletico Madrid đang diễn ra cực kỳ mạnh mẽ với cái tên mới nhất rời sân Wanda Metropolitano là tiền đạo Alvaro Morata. Tất nhiên, các fan ông lớn xứ đỏ bò cũng mong đội bóng La Liga sớm có những tân binh đình đám để khỏa lấp khoảng trống mà các thủ đã ra đi để lại. Hiểu được tâm tư trên nên Atletico Madrid hiện đang tăng tốc trong việc chiêu mộ ngôi sao Julian Alvarez từ Manchester City. Bản thân cầu thủ Nam Mỹ cũng đã kết thúc Copa America và bóng gió chuyện muốn rời đi từ giai đoạn đầu tiên của phiên chợ hè. Về phía đại diện xứ sương mù, dù không hề muốn chia tay tuyển thủ Argentina, thế nhưng Manchester City vẫn có thể gật đầu với một đề nghị đủ hấp dẫn để xuất hiện. Xuất hiện liên tục trong những tin đồn chuyển nhượng trong 12 tháng qua, nhưng hiện tại Victor Osimhen vẫn đang là người của Napoli. Nguyên nhân là do sự cứng rắn quá mức của đại diện nước Ý khiến các đối tác chùn chân và lần lượt rời bàn đàm phán. Cho đến hiện tại thì trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, dường như chỉ còn Paris Saint-Germain là mặn mà với thương vụ trên, nhưng ông lớn nước Pháp sẽ chỉ quyết liệt hành động nếu họ mất thêm một tiền đạo trong những tuần tới. Chi tiết trên đã được chuyên gia Santin Fabrizio Romano tiết lộ và khiến Napoli cần tìm đến những đội bóng Tây Á nếu vẫn muốn bán Osimhen. Tuy vậy, mức giá quá cao mà đội chủ sân Diego Armando Maradona yêu cầu vẫn là cản trở lớn để thương vụ hoàn thành. Từ đầu phiên chợ hè đến giờ thì Emin Smith Rowe đã xuất hiện trong khá nhiều tin đồn chuyển nhượng với các tập thể từ EPL. Cho đến thời điểm hiện tại đã có những Fulham và Crystal Palace gửi những lời đề nghị giấu tên đến với Arsenal để mua ngôi sao sinh năm 2000.
Thế nhưng pháo thủ chưa cảm thấy bị thuyết phục nên nhanh chóng phát ra tín hiệu từ chối. Do vậy, tương lai của Emil Smith Rowe vẫn đang là ẩn số vì trong trường hợp ở lại Emirates, cầu thủ người Anh cũng gặp khó với nhiệm vụ tìm kiếm suất đá chính. 10 bàn thắng sau 10 trận ra sân mùa trước cho Bayern Munich không phải là thống kê tệ với một chân sút mới 19 tuổi như Mathys Tels. Do vậy, tài năng sinh năm 2005 đã lọt vào tầm ngắm của một số câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh. Rõ ràng nếu chia tay hùng xám xứ Bavaria, tiền đạo người Pháp sẽ có nhiều cơ hội đá chính hơn trong phần tiếp theo của sự nghiệp. Thế nhưng phía ông lớn Bundesliga lại tỏ ra khá cứng rắn ở thương vụ trên khi chưa muốn để Mathys Tels ra đi vào mùa hè. Nguyên nhân là do ban lãnh đạo hùng xám vẫn đánh giá cao khả năng của ngôi sao 19 tuổi và bản thân cầu thủ này cũng hào hứng với việc được làm việc cùng tân huấn luyện viên Vincent Kompany. Do vậy, mọi lời hỏi mua dành cho chân sút xứ Lục Lang hiện tại đều vô nghĩa và cầu thủ sinh năm 2005 sẽ cần chiến đấu để tăng thời gian ra sân trong mùa giải tới. Liverpool đã hội quân trở lại và giờ là thời điểm người hâm mộ chờ đón những tân binh đình đám xuất hiện ở sân Anfield. Ở hàng phòng ngự, Mohamed Simikan là cái tên mới nhất xuất hiện trong tầm ngắm của lữ đoàn đỏ. Được biết, cầu thủ 24 tuổi hiện chơi bóng ở Đức trong màu áo của RB Leipzig. Trong 3 mùa giải, hậu vệ xứ Lục Lăng có 120 lần ra sân và nhận đánh giá khá tích cực từ giới chuyên môn. Do vậy, đây là mục tiêu rất đáng để huấn luyện viên Arne Slot cân nhắc trong bối cảnh Virgil van Dijk cũng đã có những phát biểu bóng gió về tương lai vài ngày trước. Với sức mạnh tài chính vượt trội thì các đại gia Tây Á đang khiến các cuộc thương thảo trở nên hết sức khẩn trương. Minh chứng cho luận điểm này đến ở việc Ancaxia sắp chiêu mộ thành công Pierre-Emerick Aubameyang từ Olympic Marseille chỉ sau thời gian ngắn đàm phán. Bản thân cầu thủ 35 tuổi đã đồng ý chuyển đến Ả Rập Xê Út thi đấu với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Do vậy, thương vụ sẽ sớm hoàn tất sau khi Ancaxia thống nhất đốt một số điều khoản nhỏ về mức phí với phía Olympic Marseille. Cũng phải nói thêm rằng đại gia Tây Á cũng chính là bến đỗ mới của cựu đội trưởng Real Madrid Nacho và màn trình diễn của họ trong mùa giải tới sẽ rất đáng chờ đợi. Dù đã bắt đầu đàm phán từ tháng 6, nhưng đến hiện tại AC Milan và Tottenham vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với thương vụ Emerson Royal. Nguyên nhân là do gà trống muốn có hơn 20 triệu euro trong trường hợp bán ngôi sao Nam Mỹ, nhưng phía Rossoneri không sẵn sàng trả nhiều tiền đến vậy. Cập nhật trên khiến cái gật đầu của Emerson Royal về việc chuyển đến sân San Siro trở nên vô nghĩa khi các cuộc thương thảo đã bế tắc vài tuần trở lại đây. Trong trường hợp ít mong muốn nhất, AC Milan từ bỏ mục tiêu trên, còn cầu thủ người Brazil tiếp tục chơi bóng ở gà trống mùa giải tới. Với việc ghi được 3 bàn thắng ở Euro 2024 và là một trong 6 đồng vua phá lưới của giải đấu, thì cái tên Jorge Mikotadze đã được biết đến nhiều hơn. Thậm chí ngôi sao người Croatia còn xuất hiện liên tục trên mặt báo vài ngày gần đây vì việc bất ngờ quay xe với AS Monaco khi đã ở rất gần đội bóng công quốc. Nguyên nhân là bởi dù đã lên lịch kiểm tra y tế với Monaco, Mikotadze vẫn bị thuyết phục với lời mời chào từ Olympic Lyon nên sẽ gia nhập đội bóng này với giá 18 triệu euro. Do vậy, nếu không có bất ngờ nào tiếp tục xuất hiện vào phút chót, trụ cột tuyển Georgia sẽ là người của Lyon, còn Monaco cần tìm một mục tiêu khác. Thật kỳ lạ là tân binh Como lại đang nằm trong top những tập thể Serie A hoạt động năng nổ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Minh chứng mới nhất cho luận điểm trên đến ở việc đại diện nước Ý vừa hoàn tất thỏa thuận miệng với Olympic Marseille về việc chiêu mộ thủ môn Paul Lopez. Được biết, Como sẽ phải trả 500.000 euro phí mượn cầu thủ và bắt buộc phải tiến hành việc mua đất với giá 9 triệu euro nếu trụ hạng thành công. Điều đáng nói là cách đây không lâu, câu lạc bộ xứ sở Mì Ống cũng đã có một người gác đền đầy kinh nghiệm là Pepe Reina. Thế nhưng với cập nhật mới nhất thì cựu sao Liverpool sẽ bắt dự bị cho Paul Lopez. Thêm một chút thông tin thì đội bóng huấn luyện viên Cesc Fabregas có sắp chiêu mộ thành công Rafael Varane và đây là chi tiết cho thấy tiềm lực không thể xem thường của tân binh Serie A. Khả năng cao mục tiêu trụ hạng sẽ được họ dễ dàng hoàn thành và một vị trí ở nhóm giữa bảng xếp hạng chưa chắc đã là kịch bản xa vời. Cảm ơn mọi người vì đã đi hết clip ngày hôm nay. Những tin chuyển nhượng nóng hổi nhất của làng túc cầu sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Rất mong các bạn tiếp tục đón xem và dành tặng ekip những lượt like cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.